Em xin chào các bác ạ. Đây là chiếc Smart TV của Sony 43 inch, mã của nó là 43W800C các bác nhé. Đấy, chiếc này còn rất đẹp các bác, hàng thanh lý văn phòng. Cấu hình của chiếc Sony W800C này rất là cao nên chạy rất mượt các bác. Màn còn rất đẹp các bác nhé. Đẹp trên 90%. Tất cả đang hoạt động tốt, không có lỗi gì cả các bạn. Giá thanh lý rất là tốt, 2,9 triệu các bác nhé. Cả adapter thì cũng là nguyên bản, thương hiệu Sony. Công suất tiêu thụ là 82W các bạn. Sản xuất tại Malaysia. Đấy, suất âm thanh quang các bạn. Và kết nối LAN và Wi-Fi. Rất nhiều cổng kết nối các bác nhé. Có tới 3 cổng, 4 cổng kết nối HDMI. Smart TV thì nó đã tích hợp Wi-Fi, tích hợp mạng Wi-Fi, mạng LAN, rồi có thể cài rất nhiều ứng dụng. Ví dụ như là xem truyền hình, xem phim, xem YouTube ngay trên máy luôn. Tích hợp cả truyền hình số mặt đất ở trong máy được các bạn. Đây là một cái dòng Sony đời cao nên là cấu hình của nó khá là mạnh. Đây các bác truy cập YouTube rất là mượt. Ảnh rất đẹp các bác nhé. Sony thì ảnh cực đẹp luôn. Giá thanh lý là 2,9 triệu các bác nhé. 2,9 triệu. Chiếc TV 43 inch Sony Smart TV W800C. Rất đẹp các bạn. Xem truyền hình, xem YouTube ngay trên máy. Màn rất mỏng các bạn nhé. Thiết kế cực kỳ đẹp luôn.